duyên mà bị gia đình ngăn cấm thì sao? <laughs> Có duyên đến với nhau mà bị gia đình hai bên nó vác dao ra thì sao? <laughs> thì mình đi học võ để nó vác dao nó chém mình chạy mất. Đà, tức là sao? mình mạnh hơn duyên. thì nếu mà chúng ta đủ sức mạnh thì chúng ta vượt qua dư luận, vượt qua thị phi của hai gia đình, vượt qua sự ngăn cấm. còn nếu chúng ta không đủ sức mạnh thì sẽ bị ngoại cảnh, sẽ bị cái duyên ngoại cảnh nó nghiền nát mình. Thì chúng Có một bạn này hỏi này, bạn Phương Nhiệm hỏi lỡ dùng tâm si yêu và lấy thì giờ có cách nào sửa không? <laughs> Ngày xưa yêu toàn tham sân si thôi, đặc biệt là si là chính. Si mê là chính. Giờ có cách nào sửa không? Có các bạn có lấy người ta hay không lấy người ta tâm si của các bạn còn nguyên đúng không tâm si nó thay đổi khi nào khi chúng ta học hiểu và hành chúng ta phải học những cái lời dạy đúng đắn chúng ta phải hiểu những cái lời dạy đúng đắn và chúng ta phải thực hành cái tiến trình học hiểu hành tớ từ thầy hiền trí từ sách tinh hoa từ nhóm bạn tốt thầy sách bạn nó phải tinh hoa nó phải là những cái lời dạy thánh hiền để lại các bạn học hiểu hành với nó đủ lâu và đủ sâu thì tâm si nó bớt dần đi mình mới có trí tuệ được thì khi tâm si nó bớt dần đi trí tuệ nó khởi sinh thì không phải là nó tốt đẹp trong mối quan hệ yêu đương mà nó tốt đẹp luôn trong mọi mối quan hệ khác mối quan hệ làm ăn nó cũng tốt đẹp bạn bè cũng tốt đẹp đồng nghiệp cũng tốt đẹp cái gì nó cũng tốt đẹp lên và một mối quan hệ quan trọng nhất mối quan hệ với chính mình mình thấu hiểu mình nhất mình sâu sắc với mình nhất mình có hạnh phúc tự thân tình yêu vốn chỉ có một mình các bạn luyện được cái tuyệt chiêu này là tuyệt vời nha thì các bạn phải vượt qua những cái tam độc trong lòng mình bớt được tham bớt sân bớt si đi và cái tiến trình sửa này là liên tục không phải là chỉ có yêu và cưới rồi mới sửa. Tiến trình sửa từ lúc các bạn sinh ra cho đến lúc các bạn chết đi các bạn đều phải sửa. 70 năm trong cuộc đời phải sửa hết cả 70 năm. Kể cả đến lúc các bạn chết nhắm mắt hơi thở cuối cùng vẫn phải có cái ý thức điều này. Trong đạo Phật gọi là sống trong chánh niệm. Nhờ sống tỉnh thức, nhờ sống chánh niệm mà chúng ta mới chết đi trong an vui mà chúng ta mới về cõi lành được. Đó, nên đây là cái thực tập cả đời các bạn nha. Đó. Lỡ dùng tâm si yêu và lấy đó thì có cách nào sử dụng đi học. Nhớ nhớ đi học, đấy đọc sách thầy sách bạn ấy. học lớp chánh kiến. Học lớp nhân sự kỹ thừa Cứ như thế mà các bạn nhồi vào đầu thôi Là một ngày đi học thôi Bạn uh, Hạ Vũ hỏi này Duyên mà bị gia đình ngăn cấm thì sao? <laughs> có duyên đến với nhau mà bị gia đình hai bên nó vác dao ra thì sao? <laughs> thì mình đi học võ này nó vác dao nó chém mình chạy mất, hai đứa giắt tay nhau chạy mất. Sao mà người ta chém mình được? Đà, tức là sao? mình mạnh hơn duyên. Gia đình ngăn cấm cũng là duyên thôi, cũng là một cái điều kiện thôi. thì nếu mà chúng ta đủ sức mạnh thì chúng ta vượt qua dư luận, vượt qua thị phi của hai gia đình, vượt qua sự ngăn cấm còn nếu chúng ta không đủ sức mạnh thì sẽ bị ngoại cảnh sẽ bị cái duyên ngoại cảnh nó nghiền nát mình thì chúng ta chấp nhận bỏ cuộc đâu có cách nào khác đâu đúng không chúng ta đến với nhau mà hoàn cảnh nó khó quá không đến với nhau được thì thôi còn đầy đủ bản lĩnh thì chơi với cái cuộc chơi đó bão tố vẫn chơi thì cứ việc chơi ai cấm đâu nha yeah. đấy nên đấy chiến thắng duyên nó chỉ thế thôi nội lực mạnh nha yeah. Đạo đức, trí tuệ, nghị lực nó đầy sức mạnh thì nó chẳng sợ cái duyên bên ngoài đâu. Anh Quân ơi, em thấy khó tìm được một tình yêu thật sự quá. Làm thế nào để tìm được một người phù hợp để yêu? Trong quá trình yêu làm sao để không chia tay? À, Bạn này là nghe bài nãy giờ quên hết rồi. Tình yêu vốn chỉ có một mình. Hãy yêu chính mình cho thật sâu đậm vào. Hãy tự kỷ vào trong phòng đóng cửa lại, ngồi im một góc đọc một quyển sách mà tình yêu nó tuôn ra. Tình yêu từ trong trái tim của mình nó mở ra, mở cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài mình yêu cuộc sống. Bước ra ngoài hiên nhìn lên bầu trời mình yêu bầu trời. Về với đất mẹ mình yêu toàn bộ thiên nhiên muôn loài. Thì nhu cầu tìm một nửa đời mình biến mất. Tình yêu vốn chỉ có một mình chúng ta hãy là một cái 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 vầng trăng mà nó không có khuyết vầng trăng tròn khi bản thân bên trong chúng ta là một vầng trăng tròn thì nó sẽ tự tỏa sáng còn nếu là một vầng trăng khuyết rồi kiếm một vầng trăng khuyết còn lại đắp vào tìm hoài đắp nhiều khi nó cũng không có vừa được là vì thế nha nên xem lại bài bạn Linh Rin là về bấm lại cái link bài này lại xem lại từ đầu đến cuối, xong ghi chép ra xong xem lại từ đầu đến cuối, đủ 100 lần câu hỏi này không phải hỏi nữa nha, yeah. Có một bạn hỏi một câu rất hay này. Bạn Linh Chi ghét của nào trời trao của ấy đúng không thầy? À, cái này mà các bạn giải thích bằng nhân quả rất hay đấy nhá. À, bằng như thầy đấy. Tại sao mình ghét họ rồi cuối cùng mình lại lấy họ Các bạn nào mà học tránh kiến rồi đúng không? Học tránh kiến, học hiểu hành rồi Các bạn sẽ thấy là gì? Ghét nó đến từ từ gì? Đến từ tham Tham không được đáp ứng thì nó sinh ra ghét Tham không được đáp ứng thì nó sinh ra sân Muốn được như ý Rồi người ta không cho mình như ý Thì mình giận người ta Muốn được như ý là tâm tham Rồi người ta không cho mình như ý Là mình đảo chiều sang tâm sân nên tham và sân nó đi thành một gạ, một cặp Ghét của nào trời trao của đó Tức là ghét là tâm sân Thì ẩn đằng trước đó Là có cái gì đó mình tham muốn mà Mình không biết Cái lòng tham nó ngủ ngầm mà mình không biết đâu Ví dụ mình tham là người kia phải làm cho mình hài lòng nhưng vì họ làm cho mình không hài lòng nên mình ghét họ Mình tham là họ phải đẹp trai một tí mà Họ không đẹp trai mà họ cứ tán mình Thế là mình ghét họ Giờ. Yeah. Mình tham là giọng anh ta phải dễ thương một tí. Ước gì anh này không hút thuốc nữa khi tán mình. Anh ta cứ vừa tán vừa hút thuốc. Thế là mình ghét. Thế là ghét 5 năm rồi vẫn cưới. Là vì thế. Ẩn chìm cái ghét đó là mình vẫn có một chút gì đó mong cầu về họ. Nha. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chúng ta có nhớ thiên địa nhân không? Thiên địa là hai cái dòng chảy. Thiên là cái dòng chảy của nghiệp lực quá khứ. Nhưng còn cái địa là tiến trình xúc thoại môi trường chúng ta ở cùng nhau chúng ta xúc thọ ái với nhau nên mình ghét họ tức là mình phải ở gần họ thằng ở việt nam thằng ở mỹ thì có hơi đâu ghét nhau ở chung xóm ở trong xóm trọ cứ nhìn thấy cái mặt cái thằng nó đi ngang nó nhăn nhăn nhở nhở nó nó cười xong nó thò mặt vào cửa sổ sao nay em có khỏe không có cần anh mua bắp nướng cho ăn không cứ thấy nó nhăn nhở như thế suốt 5 năm thế là yêu nó thôi mình ghét nó nhưng bản chất là tiến trình xúc thọ ái nó vận hành mà mình không nhận ra nha yeah. đấy nếu lấy nhau do một tiếng sét ái tình chỉ một thời gian ngắn nhất thì hai đứa chia thời gian ngắn nhất thì hai đứa chia tay thì sao hả thầy đấy gì tuệ ngôn ngày xưa cũng chém một phát một nhát sét ái tình ái tình mà có rèn luyện mới ghê chứ <laughs> để gì tuệ, tuệ ngôn chia sẻ nha lấy nhau do tiếng sét ái tình một thời gian ngắn thì chia tay thì sao hả thầy ơi đấy các bạn hỏi vậy đấy rồi à, cảm ơn thầy đã cho tự ngôn cơ hội chia sẻ tự ngôn cũng rất là muốn được chia sẻ là ở trên màn hình cũng có một mẹ nữa có hỏi về cái chuyện là người vợ thì cứ muốn giữ lại gia đình cho con rồi ở đây thì cái câu hỏi này nó liên quan đến cái việc chia tay gì thì thấy cái từ khóa chia tay là ấn tượng của mình thôi thì à, kinh nghiệm của gì là như thế này à, như thầy trần việt quân có nói đó chúng ta vì ngay xuất phát điểm á, chúng ta đã có một cái lăng nhìn nó không có đủ lăng kính á, nó không đủ sáng suốt cho nên ngay khi xuất phát điểm thì nó đã sai rồi nhưng mà à, vì những cái định kiến cho nên là rất nhiều người cứ cố gồng để mà giữ lại một cái gia đình cho con thì chúng ta thử đặt một cái câu hỏi là liệu rằng những đứa con á, có cần một cái gia đình mà phải cứ gồng gượng như thế hay không Thì đấy là một cái câu hỏi cũng rất là cần suy ngẫm à, Và tội ngôn mới thấy nhưng mà một khi nếu chúng ta đã đến với nhau mà quyết định mà phải ra đi đó Thì tội ngôn mới thấy là ra đi cũng làm sao cho nó có ba gốc Ra đi phải làm sao cho nó tận được nhân lực Thực sự chúng ta đã nỗ lực hết mình hay chưa trước khi chúng ta ra đi để rồi làm sao để khi chúng ta kết thúc rồi mà nhìn lại đó chúng ta cảm thấy nó nó khỏe nhẹ chúng ta không có một cái gì để mà hối tiếc ân hận về cái mối quan hệ những cái ân tình vừa qua nữa thì tuệ ngôn nghĩ đấy cũng là một cái sự ra đi để trưởng thành ra đi mà để trưởng thành và không để lại những cái nội kết của cái mối quan hệ đó thì tuệ ngôn nghĩ rằng đấy là cái một cái sự ra đi rất tuyệt vời đấy là ra đi về phía ánh sáng À, ở đây thì bây giờ Tuệ ngôn muốn đúc kết một chút về cái câu chuyện của hai người bạn ngày hôm nay chúng ta xem hôm nay nghe rồi thì gì mới biết là hai thằng con trai đó của mình đó, nó nguy hiểm hơn mình nghĩ tức là các bạn thấy là khi mà một cái đứa con trai nó đến một mối quan hệ là tụi nó quan sát rất là kỹ lưỡng để mà nó ra quyết định cả hai thằng trong câu chuyện thì mình đều thấy cái điều đó à, và chúng ta cũng lại thấy thêm một cái nữa đó là gì hai cái cô gái mà hôm nay chúng ta nghe ở đây á, thì cũng là hai cô gái không phải dạng vừa đâu cho nên là người ta mới nói là mây tầng nào thì gió tầng đó đó thì uh, tự ngôn cũng muốn chia sẻ rằng là vậy thì sao vậy thì hôm nay chúng ta học được gì từ hai cái câu chuyện này từ hai mối quan hệ này đó là cái việc mà quan sát phân tích và đúc kết để rồi chúng ta tìm lựa chọn cho mình uh, một cái đối tác để mà đến với nhau uh, làm sao mà đi về phía ánh sáng uh, nó rất là quan trọng nhưng mà khổ một cái nữa là gì nếu như chúng ta mà thiếu tránh kiến á, thì chúng ta có quan sát đến bao nhiêu á thì nó vẫn không thể nào mà sáng tỏ cho nên là hôm nay nhân cái dịp này ở đây á, thì tuệ ngôn muốn có à, một cái thông điệp muốn chia sẻ đến các bạn các bạn phải trang bị cho mình một là gì một là cái khóa tránh kiến 3h hai là sau này khi mà offline nếu có cơ hội mà thầy trần việt quân có một khóa học là khóa nhân tướng thì tuệ ngôn thấy là tất cả các bạn trước khi mà chúng ta ra một quyết định hay là chúng ta nhận thấy rằng là cái quan sát của mình nó chưa đủ sắc sảo thì những chương trình như là tránh kiến 3 h như là nhân sự kế thừa và một cái khóa nữa là khóa nhân tướng nhất định các bạn cần phải đến à, đến bây giờ thì tuệ ngôn cũng thấy là đã 10 giờ 23 phút rồi à, nếu mà bạn nào mong muốn được nhận cái bộ slide của thầy trần việt quân á thì chúng ta vào cái group zalo và nếu bạn nào mà hôm nay thông qua cái facebook này chúng ta không có đặt được sách và loa pháp thoại á, thì cũng ở trong group zalo để chúng ta có thể kết nối được với đội ngũ của thầy Trần Việt Quân để chúng ta đặt hàng được nhanh chóng. Nếu bạn biết những con người mô hình dự án tự tế hãy kết nối với chúng tôi để chấp cánh cho điều tử tế bay xa bạn nhé. Bạn có thể xem video ở phía bên tay trái những nút theo dõi kênh ở bên tay phải và đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của Gnet Talk.